Sớm là mấy chim xin kính chào toàn thể các bác đang đón xem video. Và hôm nay đến với tất cả mọi người thì em mang đến cho tất cả mọi người một cái sản phẩm mà mới về kho số lượng tương đối là nhiều để phục vụ các bác trong quá trình chúng ta đi săn bẫy. Thì ở đây trước mặt các bác đây, các bác nhìn cũng phát hiện ra luôn phải không ạ? Dòng này đó là dòng mẹt anh em nhá. Dòng mẹt chuyên dụng trong bẫy chè này, bẫy trào màu này, bẫy các loại chim cảnh, chim nhỏ các anh em nhá. Thì đối với tính chất của cái dòng mẹt này 100% được thiết kế bằng inox anh em nhá, chống han, chống rỉ, bao bền cho tất cả các anh em luôn. Độ bền tương đối cao. Để biết làm sao về độ khẳng định cái độ bền tương đối cao, anh em hãy nhìn kỹ vào các mối hàn này. Mối hàn tương đối là chắc chắn. Đây anh em nhìn rõ không ạ? Em quay gần anh em xem nhỉ. Về các mối hàn này, chấm tương đối là cẩn thận và chắc chắn này. Và kể cả cái cầu tử này nhá. Cầu tử này bọn em cải tiến 100%, bọn em làm luôn bằng inox cho anh em, cho nó bền, cho nó sáng mẹt này. Đấy, và về các chân khuy này cũng 100% nhá. Chân cắm này 100% bằng inox hết anh em nhá, trừ hai cái con lò xo hai bên mẹt này ra. Đấy, nó bằng thép AC anh em nhá. Tại vì sao phải dùng bằng thép này? Tại vì độ bật của nó, độ cứng và độ khỏe, độ bật nhanh, tương đối là khỏe, nhanh nhạy. Đấy, thì không dùng inox đâu, inox nó yếu hơn. Đó. Về các mối hàn anh em nhìn kỹ giúp em này, mối hàn này rất là đẹp và tinh tế, sắc sảo luôn, hàn tương đối sắc sảo luôn. Về lưới anh em này, lưới này lưới của nó là lưới Ten 2 anh em nhá. Mắt này mắt 4 anh em ạ. Đấy, lưới của nó toàn bộ bọn em làm một dù thái hết nhá. Cho thợ làm một lưới dù thái hết cho tất cả anh em, nhuộm màu sẵn cho mình luôn này, ngụy trang rất là tốt này. Đối với dòng mẹt này nhá, anh em bẫy chim cảnh tương đối là ok, nhạy, nói chung là dính là không ra được đâu, vào là không bao giờ sẩy được. Đấy, đây là dòng mẹt chè, giá của nó trên 200 nhá. Giá của nó chỉ có trên 200.000 một cái mẹt này, bao ship về tận nhà cho tất cả anh em. Vậy anh em nào có nhu cầu chúng ta nhanh tay qua shop để chúng ta được đặt hàng, để chúng ta đặt hàng và được lên đơn thành công. Nói về qua lại về phương thức giao dịch này, tất cả hàng 100% anh em được đồng kiểm trước khi nhận hàng, trước khi thanh toán. Và hàng thì chúng ta nhá, được bao ship về tận nhà luôn. Tất cả các mặt hàng ở bên nhà em đều được bao ship cho tất cả các anh em luôn. Và mặt hàng nào quá nhỏ, trị giá mấy chục nghìn thì chúng ta sẽ không được bao ship thôi. Còn mệnh giá từ vài trăm nghìn chúng ta cũng đã được bao ship rồi. Đấy, hàng thì yên tâm, sẽ được đồng kiểm. Và hàng quảng cáo như nào thì gửi y chang như vậy, không bao giờ chuyện treo đồ dê bán thịt chó. Và thử cái bàn, thử cái mẹt này, ở các video khác em đã thử rất là chi tiết và cụ thể về độ bật cho anh em rồi. Thì hôm nay em chỉ thông tin tới mọi người là hàng mới và có một chút cải tiến thay đổi ở các dòng mẹt khác, là toàn bộ cầu tử này bọn em thay thế hết bằng inox cho anh em nhá. Tại vì do yêu cầu, nhu cầu của khách hàng cho nó sáng mà, cho nó khỏi han thì thay đổi hết bằng inox cho anh em nhá, cho anh em dùng cho nó chim ưng. Đấy, các anh nhìn rõ không ạ? Đấy, lấy về hình dáng cái mẹt đây. Đấy, về hình dáng mẹt rất chi là đẹp. Đó, sáng choang luôn. Nói chung là hàng rất là đẹp. Lô này thực sự là em rất là ưng luôn. Hàng rất là chi là đẹp. Và kể cả vì cái độ sáng của nó nữa, độ sáng, độ khỏe, độ chắc của nó, các mối hàn rất là đẹp luôn. Thợ làm càng ngày càng lên tay, tương đối là đẹp. Và một lần nữa xin chào toàn thể mọi người, và ngay như thường lệ em xin phép mọi người là đăng tải luôn cái video này lên cho tất cả các bác đang có nhu cầu và chuẩn bị có nhu cầu qua shop ủng hộ cho em nhé. Bác nào mà thấy em thấy hay vui lòng ấn chữ đăng ký kênh và chưa thể share kênh giúp em gái với ạ. Xin cảm ơn tất cả các bác, chào các bác, hẹn các bác ở những video lần sau.